nhầm lát hả? Let's see his wife. Yeah, right. Got there. Here we are. Here we are. Em hả? Hai người lấy 50.000. Cảm ơn. Đúng không? Cảm ơn. So beautiful here, huh? We are at C's house. Or C's wife's house. Chỗ này là chỗ nào vậy chị? Tiền Giang. Tiền Giang. Tiền Giang. Oh my gosh, it's so. So is this all rice? Serene. Growing? Huh? Is rice growing or yeah, what? Yeah, that's rice. This is the most picturesque of all the houses. Mm-hmm. Let's walk over here.
nice view. So beautiful, huh? Chào. Lâu quá chưa có về bên quê hương á, mà thấy cái cảnh rất là đẹp. Nhà của chị đây hả? Có đi mua chai chứ. Cây me. Quê chị đây luôn hả? No, quê của người bà con ở đây á. Mà cảnh rất là thấy đẹp ha. Thấy nhớ nhớ quê hương mà nó đẹp nữa, không có nhiều nhà ở đây. Ok, cảm ơn. Không đâu chị. Hả? Không chị, xuống đây mua cái đá. Không quan đâu chị. Chắc ở ngoài sau. Hey honey, it's so pretty here. I just love it. You can get a picture of you in the rice field over here, that's helping. Yeah. Can you include me right here? I'll just walk this way. This is like the most ideal countryside. Remember when we lived in the vicinity around here? Uh-huh. Walkways like this where, you know, you have very little, there's not many houses, and on the fields, there are fields, and there are water. Hey, what? I'm standing in this general area. So. Okay. So beautiful, isn't it? Mm-hmm. It's so beautiful. I love it. It's so peaceful. Exactly where he should. Are you videoing? Mm-hmm. Ready for photo.
my cow, huh? All right, jump up and down. Nhảy, nhảy. Nhún, nhún đi. Lấy gãy cầu người ta bắt lên. Nhảy xuống là tắm bao nhiêu luôn. Cái này người ta cũng đi bình thường thôi. Hả? Uống cà phê nè chị. Uống cà phê hả? Ồ, oh, ok. Giống có mía như vậy. Hả? Như mía như trees right here, honey. Not quite sure if you can see the flowers. Bông sư đũa. You can eat them right there. Uh-huh. We have sugar cane around here. And all those flowers are edible. They're really, really good. Cô này là ai vậy? Là con của ông thứ ba. Ừ, con dễ thương quá trời, mặt dễ thương quá vậy. Khỏi cần cầm tay. Trời con giỏi dễ sợ luôn. That's not seeds as well. So. No. Not seeds. Uống vậy đó con, giỏi quá. Nè em dành đây hả, nghe sữa nè. Nè. Cho em uống nè. Chụp cái hình hả con. Dùng đây không con? Làm cái gì vậy? Làm nước mắm hả? Dạ không, làm nước trộn gỏi á chị. À. Nè, vú heo nè, nó ướp sẵn rồi nè. Nói là xì nói về nhà khâu nhiều nhiều. Nhiều nhiều ngày nào cũng gặp hết. À. Don't lean on the rail too much, okay? I'm not leaning on it, I'm just getting guidance from it, if that makes any sense. Em đi, em chờ ảnh đi qua để nó không có nặng á. This is the most unstable bridge I've ever crossed. Yeah, well, the goal is not to fall down. I'm up for that goal. It's kind of precarious over here, so. Yeah, I see that. Sorry. Can you give me a pull-up? Thank you. Thank you very much. Not used to that. Look at her, she just like walked right across. Mm-hmm. She's like, what's the big deal? Uh-huh. Thấy đẹp quá ha. Yeah. Oh, let it rip. Otherwise it hurts. Yeah, but that must go from the hog farm. I don't smell the hog farm right now. I've got a feeling I smell it.
Oh, look at this. This is cherry. Cherry on the right. Uh-huh. Oh my gosh, look at the cherry farm. Look. Đây nè. This. Ăn không? Ăn phải rửa hết chị. Ờ nó mới xịt hả? Dạ. Ờ mình xịt đi ha. Vậy thì thôi khỏi ăn luôn. Nếu mà xịt. Xịt rồi thôi không ăn. Dạ thôi thôi con không ăn này. Mới xịt rồi ăn không được. They just spray it. Oh okay. Yeah, chị có muốn đi quay không? Wow, đẹp quá ha. Chị hai bán hả chị? Mày ta bán người ta ép nước nó làm được. Đây, cherry hả? Dạ. Ở hồi nhỏ đó, bà nội cũng có mấy cái kìa. Dạ. Ở kia cây nhỏ, cây bình bình. Cây này mấy trái bình bình không? Dạ có chị. Anh Tài cũng qua bên đây chơi nhiều lắm hả chị? Dạ không kẹp, về mấy tiếng đồng hồ là ảnh chôn mấy tiếng trước. Chào. Nó xuống tới nước rồi. Anh hái cái đó làm gì? À, để em chụp cái hình cho anh. Có khi nào gãy cầu chưa vậy? À, nếu mà anh đi nhiều lần á mới gãy luôn á. Yeah. Rồi. Lúa rồi chị. Anh làm gì vậy đó? Anh lấy lúa. Ruộng của anh ở đây. Uh-huh. Ruộng mà anh làm gì? Gì lúa đó? Lúa này mình lấy về cho mấy con con cu nuôi nhiêu người nuôi á. Mấy con chim rồi vậy. Con nuôi vịt cũng ngon lắm á. Không, tại đây có sông thẳng nè. Nó bơi vậy chứ, nó bơi vậy chứ, nó dễ là ký lắm anh. Hai mấy năm là lần đầu tiên, 30 năm rồi đó, lần đầu tiên mới ra đây. Cảnh này rất là đẹp. Cái này là Tiền Giang. Dạ. Biển Tân Thành. Tân Thành, biển Tân Thành. Tân Thành, biển Tân Thành. Biển Tân Thành. Cái cầu đó nhìn cũng đẹp quá. Nhìn cũng lý tưởng đó chị. Cầu như cầu Phong Lan. Bao không? Bây giờ không biết hả? Mày ăn nói rồi, chịu nghe. Chịu xin mất ở ấy. Dạ, bố. Ở đây hầu dám hay cái này không? Ở đảo chim gì mà đảo chết. Chút quá mình đi từ nhỏ cũng chút ra. Không biết rồi. Chút quá mình đi từ nhỏ. Chút quá mình đi từ nhỏ. Chút quá mình đi từ nhỏ.
anh bắt cá bữa nay nhiều không anh? Mới cá đi chạy. Hả? Không có ở đây, không có nấu được. Mới ghé ở đây mà mình phải đi, nhưng mà hả? Xứ này xứ gì? Xứ này ấp Cùng Muốn. Ở đây ấp Cùng Muốn chứ. Còn ở dưới kia thì Tân Phú, đây có cái cổng là Cùng Muốn mình riêng. À hả. Rồi cái này là cho du lịch phải không? Du lịch của nhà hàng ta, của huyện tỉnh gì đó ta làm. Rồi anh làm ở đây là làm cá phải không? Làm cá đối. Cá đối. Nhỏ là cá đối không mà chứ không. Đây là cá đối đây. Đây còn cá đối. Làm anh làm cái này bao nhiêu lâu rồi? Làm thì nước rồng đi nước lớn vô chứ đâu có lâu, vài tiếng hồ về thì tới rồi. 3 tiếng hồ vô. Là ai ở ngoài chòi này người ta nuôi cái gì? Nuôi hào. Người ta giữ nghêu. Giữ nghêu. Nghêu ta nuôi dưới đất đó, người ta cất chòi ta giữ, người ta không cho mình vô mình bắt. Ta giữ người mình không cho mình vô đó thôi. Con vật của người ta thì người ta không cho mình vô đó, còn ở ngoài trống thì mình cứ đi làm gì làm. Em quay qua cái cảnh này để có vô cái bên đây. Cái cầu đó là cầu gì? Cái cầu nhà hàng nó bắt cho dân đi chơi vậy chứ. Vậy em cũng cảm ơn nha, cảm ơn là cho quay phim. Thường bị chết túi á. Mình đâu có đi bơi ở dưới đâu phải không? Thường bị chết túi. Death by drowning. Like you know, people do die. Trời, cái đó sập, người ta sập quá ha, làm sập quá ha. Xuyên biển nha. That's pretty cool, huh? Đi xuống bãi luôn. Nè em coi chừng, nãy chị đi xuống nó trợt á. Nó trợt gần té. Cái chỗ nào mà nó ướt á là em coi chừng. Em đi qua bên đây nè. Tới đây được chưa? À tới đây được. Cười đi con. Gì vậy? Nhìn gì vậy? Cười đi. Nè. À, đẹp quá ha. Coi cái cảnh này dễ sợ đẹp. Hello con. Nhớ ba không? Nhớ ba không? Nhớ ba hả? Ba, kêu ba đi.
đây là chòi ở ngoài đó, đi là nó tới nó gần nước luôn ha. Dạ. Đây cảnh đẹp á. Đẹp hơn trong phương Nam mình nhiều hả chị? Ừ. Nhưng mà đi đi cái gì đó, đi lên đó là nước nó ra ào ào. Nước nó lên. Nó lên. Nó đang lớn á chị. Ờ, mình lúc đi nó vô tới đây luôn á. Mình đi xuống không được á. Dạ. Lúc hồi nãy mình mới ra á. Scary, right? Mm-hmm, that particular one. Thôi thôi, không ăn. Dạ. Cảm ơn. Bà đi ở đâu?
nghe là nắng bắn quân.